Biên giới Nga-Ukraine rực lửa, hai thành phố của mỗi nước bị tập kích liên tiếp NATO nói tình thế đang rất nguy hiểm với Ukraine Ông Trump cam kết sẽ đem đến hòa bình cho Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng Vì sao cuộc chiến của Israel đang tới giai đoạn thảm khốc nhất? Mỹ liên tục dán đòn Houthi tìm kiếm hai bị kích hải quân mất tích ở khu vực. Thủ tướng Lý Cường phát biểu ở Davos cho biết GDP Trung Quốc tăng vượt chỉ tiêu 2023. Tảng băng trôi lớn nhất thế giới bị gió cuốn đi ở Nam Đại Dương. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 17 tháng 1 cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 4 rocket phóng từ hệ thống RM-70 Vampire, đồng thời đánh chặn 2 UAV của Ukraine ở vùng Belgorod. Theo Sputnik News, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, sáng nay 17 tháng 1, Kiev đã thất bại trong nỗ lực tấn công mới nhất vào Belgorod bằng rocket RM-70 và các UAV. Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov trước đó cho biết 7 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trong khu vực. Thông tin sơ bộ cho biết không có thương vong. Văn phòng thị trưởng thành phố Belgorod đã kêu gọi người dân trú ẩn ở nhà và tránh xa cửa sổ. Theo Sputnik News, Ukraine đã phóng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Nga gần như hàng ngày, kể từ khi nước này tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6. Belgorod từng là nơi hứng chịu vụ tấn công nguy hiểm nhất ngày 30 tháng 12, khiến ít nhất 25 người Nga thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, các quan chức Ukraine cho biết hai tên lửa Nga đã tấn công một khu dân cư ở trung tâm thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine đêm 16 tháng 1, khiến 17 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng và nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Ukraine viết trên ứng dụng Telegram cho biết một trong hai tên lửa đã rơi trúng tòa nhà ba tầng, nơi trước đây có một trung tâm y tế. Hỏa hoạn đã được dập tắt ở hai tòa nhà, nhiều tòa nhà khác bị hư hại. Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine thường xuyên là mục tiêu cho các vụ tập kích dữ dội suốt gần 2 năm qua. Kiev cáo buộc tên lửa Nga cũng tấn công một khách sạn trong thành phố vào tuần trước, khiến 11 người bị thương. Vùng Belgorod của Nga và Kharkiv của Ukraine có chung đường biên giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cho rằng tình hình ở Ukraine đã trở nên cực kỳ khó khăn sau cuộc phản công thất bại của Kiev vào mùa hè năm ngoái. Hãng tin RT của Nga cho hay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 16 tháng 1 nói rằng Nga đang tiến quân trên khắp các mặt trận ở Ukraine, trong khi cuộc phản công của Kiev không đạt hiệu quả mong đợi. Cụ thể, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Stoltenberg mô tả tình hình trên chiến trường là cực kỳ khó khăn. Người Nga hiện đang tấn công trên nhiều chiến tuyến, Nga đang đẩy mạnh hoạt động quân sự. Điều này rất nghiêm trọng và chúng ta không bao giờ có thể đánh giá thấp Nga, ông nói thêm. Dù vậy, ông Stolenberg nhấn mạnh rằng cũng có lý do để lạc quan bởi vì Kiev không bị kiểm soát trong vài ngày, như hầu hết các chuyên gia phương Tây dự đoán vào đầu năm 2022. Ông đánh giá Nga đã thất bại trong nhiều mục tiêu ở Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO, người Ukraine hiện muốn trở thành một phần của phương Tây, của Liên minh châu Âu và NATO, và họ trở nên gần gũi với chúng tôi hơn bao giờ hết khi được hỏi về chiến lược sắp tới của NATO, ông Stoltenberg lặp lại luận điểm rằng phương Tây cần tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến khi Moscow rút quân. Ông Stoltenberg nói tại diễn đàn ở Davos: "Đến một giai đoạn nào đó, nga sẽ hiểu rằng họ phải trả giá quá cao và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng cho tới lúc đó, chúng ta cần sát cánh cùng Ukraine. Nếu chúng ta muốn có một kết thúc hòa bình cho cuộc chiến này, thì điều phải làm là cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine." Theo ước tính của Nga, Mỹ và các đồng minh đã rót hơn 200 tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược và thiết bị vào Ukraine trong hai năm qua. Tuy nhiên, cuộc phản công kém hiệu quả của Kiev đã gây ra thất vọng to lớn, đồng thời Ukraine hiện đang phải vật lộn để bù đắp những tổn thất trên chiến trường và giới chức cân nhắc lời kêu gọi điều động thêm nửa triệu quân. Vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Sau đó, ông tái khẳng định có thể giúp kết thúc nhanh gọn cuộc chiến ở Ukraine nếu như quay lại Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump cho rằng có thể đạt được hòa bình thông qua sức mạnh theo rt ông donald trump vừa giành chiến thắng vang dội đầu tiên trên đường đua bầu cử tổng thống mỹ ngay sau đó ông tái khẳng định với những người ủng hộ rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột nga ukraine khi trở lại nhà trắng Ông Trump tuyên bố cả cuộc khủng hoảng Ukraine lẫn cuộc chiến Israel-Hamas sẽ không xảy ra nếu ông vẫn là Tổng tư lệnh Hoa Kỳ. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng bản thân sẽ có thể đưa Tổng thống nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tình hình Ukraine thật khủng khiếp, tình hình Israel thật khủng khiếp và chúng ta sẽ giải quyết chúng. Ông Trump nói với những người ủng hộ ở Des Moines thủ phủ bang Iowa và chúng tôi sẽ giải quyết chúng rất nhanh. Tôi biết rất rõ về tổng thống Putin, tôi biết rõ về tổng thống Zelensky, tôi sẽ đưa họ vào bàn đàm phán. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh chóng ông Trump nói. Hôm 15 tháng 1 ở Iowa, ông Trump đã đánh bại các ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa với cách biệt khoảng 30 điểm phần trăm, hơn gấp đôi kỷ lục đã tồn tại từ năm 1988. Theo đó, ông Trump đảm bảo vì thế là ứng cử viên hàng đầu có thể đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử năm nay, tái đấu với tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ khi trở lại Nhà Trắng. Ông cũng tuyên bố rằng sự lãnh đạo yếu kém của người kế nhiệm tổng thống Joe Biden đã dẫn đến xung đột Ukraine và cuộc tấn công của Hamas. Ông Trump cam kết sẽ ngăn chặn những thảm kịch như vậy bằng cách đạt được hòa bình thông qua sức mạnh. Hiện chính quyền tổng thống Biden, các quan chức Nga và Ukraine chưa có phản ứng với những tuyên bố của ông Trump. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa nêu quyết tâm thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine, dù cho Hungary có đồng ý hay không. Theo Euronews, bà von der Leyen hôm 16 tháng 1 cho biết, nếu cần thiết, Liên minh châu Âu sẽ tìm cách bỏ qua quyền phủ quyết của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán để phê duyệt quỹ đặc biệt trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine. Gói này được thiết kế để cung cấp cho Kiev hỗ trợ tài chính cho đến năm 2027 và hạn chế thâm hụt công ngày càng tăng của chính phủ Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất đang bị Hungary trì hoãn, khiến Brussels thực sự không thể chuyển tiền cho quốc gia Đông Âu bị giao tranh tàn phá sau hội nghị thượng đỉnh đầy kịch tính vào giữa tháng 12 năm 2023, nơi ông Orbán đã thực hiện lời đe dọa của mình và ngăn chặn EU thông qua gói tài trợ. Tiếp theo, các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ triệu tập lại cuộc họp cấp cao vào ngày 1 tháng 2. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen phát biểu, Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải đoàn kết tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu để thông qua gói hỗ trợ 50 tỷ euro trong 4 năm cho Ukraine, giữ cho chính phủ nước này hoạt động, Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Châu Âu bất thường vào ngày 1 tháng 2. Đây là công việc khó khăn. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau", bà nói thêm. Trước cuộc họp vào đầu tháng tới, các quan chức Hungary đã đưa ra hai yêu cầu chính để đổi lấy việc dỡ bỏ quyền phủ quyết. Thứ nhất, chi gói hỗ trợ cho Ukraine thành 4 đợt hàng năm. Điều này sẽ cho phép ông Orbán chặn việc chuyển tiền vào giai đoạn sau. Thứ hai, Hungary muốn EU gia hạn thời hạn chi tiêu nguồn quỹ dùng cho việc phục hồi COVID-19. Điều này sẽ giúp Budapest có thêm thời gian để giải quyết vấn đề số tiền bị EU đóng băng. Bà von der Leyen không bình luận về những yêu cầu này, nhưng nói rõ rằng khối sẽ tìm cách phê duyệt khoản hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine, dù có sự chấp thuận của Hungary hay không. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết, ưu tiên của tôi là đạt được thỏa thuận với 27 quốc gia, và nếu điều này không thể thực hiện được, chúng tôi sẵn sàng có một thỏa thuận 26 quốc gia. Mặc dù các quan chức EU tránh thảo luận công khai về những kế hoạch B như vậy, nhưng phát biểu của bà von der Leyen cho thấy khối liên Âu đã có sự sắp xếp để tránh lặp lại thất bại hồi tháng 12. Tờ Financial Times trước đây đưa tin, Brussels đang xây dựng một giải pháp thay thế cho phép Ủy ban châu Âu vay 20 tỷ euro trên thị trường tài chính. Trong cuộc gặp song phương ở Davos, Thụy Sĩ, bà von der Leyen hứa với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng EU sẽ giúp đỡ công tác phục hồi và cải cách thời hậu chiến. Tổng thống Zelensky cho biết, chúng tôi tập trung thảo luận để tìm cách đảm bảo nguồn viện trợ 50 tỷ euro của EU được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 2 tới. Ukraine đang hy vọng có được sự đồng thuận về vấn đề này. Trước đó, ngày 16 tháng 1, bà von Leyen đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cung cấp cho Ukraine, nguồn tài chính có thể dự đoán được trong suốt năm 2024 và hơn thế nữa. Mục tiêu càng trở nên cấp bách hơn khi nguồn hỗ trợ cho Kiev từ Washington đang bị gián đoạn do sự phản đối của các quan chức đảng Cộng hòa bà Von der Leyen nói với khán giả diễn đàn davos rằng ukraine có thể chiếm ưu thế trong cuộc chiến này nhưng chúng ta phải tiếp tục tăng cường khả năng kháng cự của họ bà nói tiếp họ cần nguồn cung cấp vũ khí đầy đủ và bền vững để bảo vệ ukraine và giành lại lãnh thổ hợp pháp họ cần khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai của nga và họ cũng cần hy vọng Họ cần biết rằng với sự đấu tranh của mình, họ sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Và tương lai tốt đẹp hơn của Ukraine được gọi là châu Âu, bà von der Leyen nói. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, tờ Wall Street Journal cho rằng cuộc chiến của Israel hiện tập trung ở Khan Yunis và các thành phố khác thuộc miền nam Gaza và đây cũng có thể là giai đoạn khó khăn đẫm máu nhất trong xung đột vì hai lý do thứ nhất mạng lưới đường hầm của hamas ở khan yunis là dày đặc và phức tạp nhất thứ hai người dân palestine đang tập trung đông đúc ở miền nam gaza khiến cho mỗi cuộc tấn công đều có thể gây ra thương vong rất lớn trong một đường hầm tối được lót bằng bê tông, sâu 18 mét dưới lòng đất, một vị tướng Israel đang khảo sát địa đạo của Hamas. Rất khó khăn, ông nói, dưới lòng đất lực lượng phòng vệ sẽ có lợi thế. Nhưng chúng tôi đang làm việc để giảm bớt lợi thế của chúng. Trích lời chuẩn tướng Dan Goldfuss, người chỉ huy sư đoàn lính dù số 98 của quân đội Israel. Ông được giao nhiệm vụ kiểm soát Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở phía nam dài Gaza, và là nơi đặt ra thách thức phức tạp nhất cho quân đội Israel đến nay. Đường hầm chỉ rộng hơn vai và cao hơn mũ bảo hiểm của tướng Dan Goldfuss một chút. Quân đội của ông vẫn đang khám phá mê cung đường hầm của Hamas, tìm cách đánh thọc sườn các chiến binh Palestine đã xây dựng mạng lưới này. Đó là một công việc lộn xộn, ông Goldfuss nói theo wall street journal ông là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm về chiến tranh trên bộ trên biển và trên không quân đội israel đã kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc gaza sau khi các cuộc oanh tạc dữ dội khiến phần lớn vùng đô thị ở đó trở thành đống đổ nát các tiểu đoàn của hamas ở đó đã bị đập tan mặc dù các ổ kháng cự vẫn tiếp tục phần lớn dân thường chạy trốn về phía nam trong khi hàng nghìn người khác đã thiệt mạng nhưng chiến dịch của Israel ở phía nam Gaza đang gặp phải tình trạng bế tắc. Các lực lượng của nước này đang giáp mặt với người Palestine di tản ngày càng gia tăng, những người không còn nơi nào để chạy trốn. Sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế cũng đang gia tăng trước số lượng dân thường thiệt mạng và bị thương quá lớn ở Gaza. Điều đó gây áp lực buộc Israel phải thay đổi chiến thuật. Tuy nhiên, mọi lựa chọn đều khó khăn với Israel khi họ khó tránh khỏi chiến đấu ở khu vực có khoảng 2 triệu người chen chúc khắp miền nam Gaza. Ông Hussein Ibish, một học giả tại tổ chức Ả Rập cho biết, bây giờ hàng triệu dân thường tập trung ở phía nam Gaza, nếu Israel tấn công ồ ạt như ở phía bắc, có thể con số thương vong lên tới hàng trăm nghìn người. Mỹ và cộng đồng quốc tế chắc chắn sẽ phản ứng rất mạnh với kịch bản tàn khốc đó. Các chuyên gia cho rằng, tình hình đông đúc và hỗn loạn ở miền nam Gaza tạo điều kiện cho Hamas trà trộn vào dân thường, đang khiến cho chiến sự bước vào giai đoạn nguy hiểm và tàn khốc nhất đồng thời sự bế tắc chính trị giữa chính phủ israel mỹ và các nước ả rập về việc ai sẽ điều hành gaza trong tương lai cũng đang làm phức tạp thêm cuộc chiến do không có chính quyền điều hành ở gaza nhiều vấn đề gặp khó khăn nghiêm trọng bao gồm cung cấp viện trợ nhân đạo lập lại trật tự và các dịch vụ cơ bản hoặc tạo điều kiện cho người dân quay trở lại miền bắc giải đất quân đội israel lo ngại hamas sẽ cố gắng khai thác khoảng trống đó và quay trở lại những khu vực mà quân đội israel chưa kiểm soát chặt vào tháng này israel đã cam kết với đồng minh thân cận hoa kỳ về việc tấn công có mục tiêu cụ thể hơn ở miền nam gaza giảm tần suất và cường độ của các vụ không kích tuy nhiên quân đội israel cũng chịu áp lực về việc tiếp tục làm giảm năng lực quân sự của hamas các sĩ quan cấp cao israel cảnh báo cuộc giao tranh có thể kéo dài nhiều tháng nữa tờ wall street journal đưa tin quân đội hoa kỳ đang tìm kiếm hai lính bị kích hải quân siêu mất tích trên biển khi thực hiện một nhiệm vụ thu giữ các bộ phận tên lửa do iran sản xuất dành cho phiến quân houthi ở yemen mặt khác mỹ cũng tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào houthi Vùng biển ngoài khơi bờ biển Yemen đã trở thành khu vực bất ổn địa chính trị và căng thẳng ngày càng gia tăng. Quân đội Hoa Kỳ cho biết, hai quân nhân thuộc lực lượng SEAL được báo cáo đã mất tích ngoài khơi bờ biển Somalia hôm 12 tháng 1, trong lúc đang tham gia một hoạt động ban đêm để đột kích lên một chiếc thuyền ở vùng biển quốc tế của biển Ả Rập. Nó được Mỹ cho là chở tên lửa của Iran đến cung cấp cho Houthi. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một biệt kích siêu đã rơi xuống nước khi đang cố trèo lên một chiếc thuyền nhỏ, được gọi là Doe. Một lính siêu khác đã nhảy xuống cùng đồng đội, theo đúng quy trình huấn luyện. Quan chức Mỹ cho biết một máy bay không người lái vốn được thiết kế cho nhiệm vụ ban đầu, đã ghi lại quá trình xảy ra vụ việc. Quân đội cho biết, hải quân đã đưa 14 thủy thủ trên chiếc thuyền đâu lên tàu của Mỹ và đánh chìm chiếc thuyền bị bắt sau khi kết luận rằng nó không an toàn. Hiện Iran chưa bình luận về các thông tin trên. Mặt khác, Mỹ hôm 16 tháng 1 đã có lần thứ ba tập kích nhắm vào lực lượng Houthi. Lầu Năm Góc cho biết cuộc không kích nhắm vào các chiến binh đang chuẩn bị tên lửa chống hạm ở Yemen để bắn vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Houthi bắn một tên lửa chống hạm vào tàu MV Gibraltar Eagle, một tàu container do Mỹ sở hữu và điều hành, mang cờ quần đảo Marshall bộ tư lệnh trung tâm hoa kỳ cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của mỹ ở trung đông cho biết những tên lửa này được chuẩn bị phóng từ các khu vực do houthi kiểm soát ở yemen và gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với cả tàu buôn và tàu hải quân hoa kỳ trong khu vực vài giờ sau cuộc không kích thứ ba của hoa kỳ người houthi đã phóng một tên lửa vào tàu mv geographia một con tàu mang cờ manta thuộc sở hữu của hy lạp bộ tư lệnh trung tâm hoa kỳ sau đó cho biết con tàu vẫn có khả năng di chuyển và không có thương tích nào được báo cáo cố vấn an ninh quốc gia mỹ jack sullivan cho rằng washington dự đoán houthi sẽ tiếp tục đe dọa các tàu thuyền ở biển đỏ bất chấp mỹ đã không kích làm suy yếu một phần năng lực của nhóm vũ trang ở yemen Phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới hôm 16 tháng 1, ông Sullivan nói, Mỹ không kỳ vọng các cuộc không kích vào phiến quân Houthi ở Yemen sẽ loại bỏ mối đe dọa do nhóm này gây ra ở Biển Đỏ. Ông Sullivan phát biểu, chúng tôi đã huy động một liên minh gồm nhiều quốc gia thực hiện các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm khả năng của Houthi, khiến họ ngày càng khó thực hiện các cuộc tấn công phức tạp và liên tục, nhưng chúng tôi không nói rằng khi phát động các cuộc tấn công, chúng sẽ chấm dứt sự đe dọa từ Houthi một lần và mãi mãi tình hình đã vượt qua một thách thức khu vực. Đây là một thách thức toàn cầu. Chúng ta đang nói về một tuyến đường huyết mạch quan trọng của thương mại toàn cầu, ông Sullivan nói. Theo Reuters, giám đốc của TP World, nhà điều hành cảng và vận tải hàng hóa quốc tế cho biết sự gián đoạn trong hoạt động vận chuyển trên biển đỏ do các cuộc tấn công của Houthi gây ra sẽ đẩy giá hàng tiêu dùng ở châu Âu tăng cao. Vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thị trấn Davos đầy tuyết của Thụy Sĩ hôm 16 tháng 1. Theo Nikkei Asia, ông tập trung thu hút các tập đoàn và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kinh doanh tại Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường cũng tiết lộ rằng nền kinh tế thứ nhì thế giới đã tăng trưởng 5,2% vào năm ngoái. Thông tin đưa ra một ngày trước khi có thông báo chính thức hôm 16 tháng 1. Thủ tướng Lý Cường người nhậm chức vào tháng 3 năm ngoái đã dành phần lớn bài phát biểu ở Davos để nêu bật sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc và những nỗ lực mà chính phủ nước này sẵn sàng thực hiện khi hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Ông nhấn mạnh rằng tăng trưởng GDP vượt mục tiêu khoảng 5% mà chúng tôi đã đặt ra. Thủ tướng Lý Cường cũng cho biết, sự tăng trưởng đạt được không phải bằng cách đưa ra những rủi ro dài hạn như một sự hy sinh cho lợi ích ngắn hạn. Ông khẳng định, sự tăng trưởng đạt được là nhờ động lực phát triển nội địa Ông Lý Cường nhấn mạnh quy mô khổng lồ của thị trường Trung Quốc, nơi dân số có thu nhập trung bình sẽ tiếp tục mở rộng. Thủ tướng Lý tuyên bố sẽ lắng nghe sâu hơn những lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp, cụ thể là về bảo vệ dữ liệu và mua sắm của chính phủ. "Trung Quốc hiện đang nghiên cứu các chính sách liên quan, ông nói, chúng tôi sẽ lắng nghe quan điểm của các công ty nước ngoài và khi có những yêu cầu hợp lý, chúng tôi sẽ chủ động đưa ra các giải pháp." Ngoài ra, trong chuyến công tác châu Âu, Thủ tướng Lý Cường cũng đã gặp Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst tại thủ đô Bern vào thứ Hai 15 tháng 1. Hai nước nhất trí nối lại đối thoại giữa các ngoại trưởng vào cuối năm nay. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh mong muốn của Thủ tướng Lý Cường là mở rộng các trao đổi kinh tế khác nhau với Thụy Sĩ, bao gồm thương mại, nền kinh tế xanh, tài chính và dữ liệu lớn. Thủ tướng Lý cho biết ông hy vọng phía Thụy Sĩ sẽ tiếp tục cung cấp môi trường kinh doanh cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến công tác của ông Lý Cường kéo dài từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 1 và ông sẽ dừng chân ở Ireland sau khi rời Thụy Sĩ. Ba Lan cần sự hỗ trợ của NATO để bảo vệ không phận và tăng cường an ninh, Tổng thống Ba Lan ông Andrzej Duda cho biết như vậy hôm 16 tháng 1 ở Davos. Trước đó, hôm 16 tháng 1, Tổng thống Ba Lan Duda đã gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và thảo luận về an ninh của Ba Lan, cũng như cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Duda cho biết, Ba Lan đang trong quá trình xây dựng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa ba lớp. Nhưng ông nhấn mạnh những sự cố như vụ tên lửa Nga xâm nhập không phận Ba Lan gần đây cho thấy sự cần thiết phải tăng cường an ninh của Ba Lan, nước thành viên NATO. Vào tháng 9 năm 2023, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán hệ thống chỉ huy chiến đấu phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp cho Ba Lan với chi phí ước tính là 4 tỷ đô la Mỹ. Khi nâng cấp hệ thống phòng không, Lầu năm Góc cho biết Ba Lan đã yêu cầu mua giai đoạn 2 của chương trình hệ thống chỉ huy kích hoạt Patriot Configuration 3 Plus với các cảm biến và linh kiện được hiện đại hóa. Chính phủ Ba Lan cho biết các tài xế xe tải đã đồng ý ngừng việc chặn một số cửa khẩu biên giới giữa Ba Lan với Ukraine. Một phong trào phản đối bắt đầu từ tháng 11. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ba Lan Dariusz Klimczak hôm 16 tháng 1 cho biết chính phủ đã ký một thỏa thuận với những người biểu tình, theo đó sẽ dẫn đến việc đình chỉ các cuộc biểu tình cho đến ngày 1 tháng 3 tại ba cửa khẩu biên giới đường bộ giữa Ba Lan và Ukraine theo thỏa thuận chính phủ ba lan đã cam kết tìm kiếm những thay đổi đối với các quy định của liên minh châu âu hướng tới đảm bảo nguồn tài trợ của eu cho các công ty vận tải và thực thi mạnh mẽ hơn các biện pháp kiểm soát ở biên giới ukraine đại diện ngành vận tải ba lan nhấn mạnh nếu kết quả không đạt yêu cầu các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục các tài xế xe tải Ba Lan bắt đầu chặn các cửa khẩu biên giới từ ngày 6 tháng 11, phàn nàn rằng hoạt động kinh doanh của họ đã bị các công ty Ukraine tác động tiêu cực. Họ kêu gọi EU khôi phục giấy phép thương mại cho các công ty Ukraine hoạt động trong khối, vốn đã được miễn trừ ngay sau khi xung đột bùng nổ ở Ukraine đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Kinh và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản phụ trách các vấn đề châu Á và châu Đại Dương Hiroyuki Namazu đã gặp nhau hôm nay 17 tháng 1 tại Seoul để thảo luận về vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng tăng cao ở khu vực. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của hai nước Hàn Quốc, Nhật Bản và người đồng cấp Mỹ Trung Park cũng sẽ tổ chức một cuộc gặp ba bên vào thứ Năm 18 tháng 1, bàn bạc về các hoạt động gần đây của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo. Vào chủ nhật tuần trước 14 tháng 1, Triều Tiên đã thử nghiệm vũ khí mà họ cho biết là tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn mới tầm trung. Vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hàn Quốc Triều Tiên sau hàng loạt vụ phóng tên lửa đàn đạo xuyên lục địa và phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Bình Nhưỡng. Liên quan đến vấn đề nhập viện gây tranh cãi của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Reuters mới đây hé lộ trợ lý của ông Austin đã gọi đến đường dây nóng 911 và yêu cầu một chiếc xe cứu thương kín đáo. Theo đoạn ghi âm cuộc gọi mà Reuters có được, trợ lý của Bộ trưởng Austin đã gọi xe cứu thương đến đón vị tướng hàng đầu Mỹ hôm 1 tháng 1, đồng thời yêu cầu xe tắt đèn, tắt còi báo động, di chuyển kín đáo. Trợ lý của người đứng đầu Lầu Năm Góc nói với người điều phối 911 rằng xe cứu thương có thể tắt đèn và còi được không? Chúng tôi không muốn gây huyên náo. Việc ông Austin nhập viện điều trị ở Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed đã được giữ bí mật trong nhiều ngày, kể cả với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và thậm chí với cấp phó của tướng Austin, bà Kathleen Hicks. Theo AFP, vụ việc có lẽ khiến Tổng thống Joe Biden rất đau đầu, nhất là khi ông không muốn tạo cơ hội cho phía đảng Cộng hòa công kích trên đường đua bầu cử năm 2024. Dù sao, Tổng thống Biden đã phản đối những lời kêu gọi tướng Austin rời nhiệm sở. Khi xuất viện ngày 15 tháng 1, ông Austin cho biết, tôi rất biết ơn sự chăm sóc tuyệt vời mà tôi nhận được tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Tôi cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tá xuất sắc vì tính chuyên nghiệp và sự hỗ trợ tuyệt vời của họ các lực lượng vũ trang của ecuador đã tiến hành tuần tra trên các tuyến đường thủy của đất nước một phần trong nỗ lực chống lại các tổ chức tội phạm Tại Vịnh Guayaquil, các sĩ quan hải quân Ecuador hôm 16 tháng 1 đã giám sát các tàu thương mại và tàu ngư dân di chuyển gần các cảng. Một sĩ quan giấu tên nói với Reuters, hoạt động này giúp chính quyền ngăn chất cấm bị đưa lên các tàu hướng tới châu Âu. Sau làn sóng bạo lực tấn công quốc gia Nam Mỹ Ecuador, Tổng thống Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày vào tuần trước, bao gồm lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Dung nham núi lửa ở Iceland dường như không còn đe dọa thị trấn đánh cá gần đó vào hôm 16 tháng 1. Tuy nhiên, chính quyền và các nhà địa chất cảnh báo mối nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Những bức tường đất đang được xây cao hơn để bảo vệ các tòa nhà gần địa điểm dung nham phun trào. Đồng thời, các đội công nhân cũng tích cực làm việc để bảo trì đường ống, một dòng dung nham nóng đỏ vào trưa 14 tháng 1 đã tràn tới vùng ngoại ô Green David, một thị trấn đánh cá với khoảng 4.000 cư dân. Dung nham khiến ba ngôi nhà bốc cháy, nhưng không gây thiệt hại về người. Hàng nghìn cư dân thị trấn đã phải sơ tán lần thứ hai kể từ tháng 11. Hiện giờ, dung nham dường như không còn đe dọa thị trấn, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng những vết nứt mới có thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Văn phòng khí tượng Iceland cho biết các vết nứt mới vẫn có thể mở ra mà không có cảnh báo trước, đồng thời nói thêm, Magma tiếp tục chạy xuống lòng đất, vậy nên còn quá sớm để tuyên bố vụ phun trào đã kết thúc. Đây là vụ phun trào thứ hai trên bán đảo Reykjanes trong vòng 4 tuần và là lần phun trào thứ năm kể từ năm 2021. Thưa quý vị, Thống đốc bang Oyo của Nigeria hôm 17 tháng 1 cho biết, có ít nhất là hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi chất nổ được cất giữ tại một ngôi nhà đã phát nổ. Video của người dân địa phương quay hôm 16 tháng 1 cho thấy các tòa nhà và phương tiện bị hư hỏng nặng trong vụ nổ. Xung quanh đó, nhiều người tỏ ra hoảng loạn. Thống đốc khu vực Seiji Makinde cho biết, các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những người khai thác trái phép chiếm giữ một ngôi nhà ở Bodija đã cất giữ các thiết bị nổ. Ông Makinde cho biết thêm, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành và chính quyền bang sẽ cung cấp chỗ tạm thời cho những người mất nhà cửa. Xoáy cực mang không khí lạnh từ Bắc Cực di chuyển về phía Nam từ Canada đã khiến nhiệt độ trên khắp nước Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục, dẫn đến cơn bão mùa đông nguy hiểm và dự kiến ảnh hưởng đến nhiều khu vực vào cuối tuần này. CBS News hôm 16 tháng 1 cho biết, nhiều tiểu bang của Mỹ vẫn đang chứng kiến mức nhiệt độ giảm sâu. Tuy nhiên, theo các cơ quan dự báo của nước này, nhiệt độ ảnh hưởng khác nhau ở tùy từng khu vực, và một đợt lạnh cực độ khác có thể xảy ra ở một số nơi vào cuối tuần này. Trước đó, cơ quan thời tiết quốc gia NWS cho hay, nhiều khu vực rộng lớn của Mỹ đã bị nhấn chìm trong tuyết trắng từ vùng Tây Bắc đến vành đai Rust, tuyết dày hơn 2,5 cm bao phủ thủ đô Washington DC và nhiều khu vực khác như New York, Tennessee và Kentucky. Đồng thời cho biết hiện tượng lạnh cực độ trên phần lớn nước Mỹ đã di chuyển về phía đông vào đầu tuần này. Dự kiến sẽ phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại các khu vực Thời tiết lạnh khiến nhiều sự kiện thể thao và hoạt động du lịch trên khắp cả nước Mỹ đã phải hoãn lại hoặc bị hủy. Trước đó, mưa tuyết đã khiến trận đấu bóng bầu dục giữa hai đội tuyển Pittsburgh Steelers và Buffalo Bills NFL dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 1 ở New York phải tạm hoãn. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết thời tiết lạnh cực độ dự kiến sẽ kéo dài, ảnh hưởng mạnh nhất vào vùng Trung Tây nhưng cũng khiến mưa và tuyết rơi dày trên khắp các bang miền Nam và Trung Đại Tây Dương. Một cơn bão lớn dữ dội đã gây nên dấu vết tàn phá khắp miền Tây nước Úc vào chiều 16 tháng 1. Cơn bão khiến hàng nghìn ngôi nhà mất điện. Cơn bão mùa hè ngắn và dữ dội ở miền Tây Úc đã gây ra mưa đá, đồng thời cây cối bị bật gốc và làm hư hại tài sản từ Port Hills đến Whitbell. Cơn bão ập tới khi thành phố Perth hiện đang trong đợt nắng nóng, trước đó nhiệt độ lên tới 41 độ C hôm 16 tháng 1. Nhà cung cấp điện Western Power cho biết có tới 34.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Thưa quý vị, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cảnh thiên nhiên mới đây đã ghi lại hình ảnh tại văn trôi A23A lớn nhất thế giới trong một chuyến đi đến Nam Đại Dương. Theo hình ảnh vệ tinh, tảng băng trôi khổng lồ có kích thước gấp khoảng 3 lần thành phố New York đang trôi qua mũi phía bắc của bán đảo Nam Cực. Sự di chuyển này do có gió và dòng hải lưu mạnh. Kể từ khi tách ra khỏi thềm băng Finstenron ở Tây Nam Cực vào năm 1986, tảng băng trôi nơi từng là trạm nghiên cứu của Liên Xô đã từng bị mắc kẹt dưới đáy biển suốt thời gian dài. Bộ Ngoại giao Peru hôm 16 tháng 1 cho biết hơn 200 cổ vật thời tiền Tây Ban Nha, từ đồ gốm đến các tác phẩm nghệ thuật bản địa quan trọng, đã được Peru thu hồi thành công từ các nhà sưu tập và tổ chức trên thế giới. Các quan chức chính phủ cho biết một số cổ vật, bao gồm các tác phẩm điêu khắc, hàng dệt và công cụ, đã hơn 2.000 năm tuổi, trong đó đồ cổ nhất có niên đại từ năm 200 trước công nguyên. Các hiện vật đã được trả về quốc gia Nam Mỹ này từ các nhà sưu tập và tổ chức tư nhân ở Hoa Kỳ, Đức, Mỹ, Canada và Tây Ban Nha. Các quan chức Peru cho biết, hầu hết cổ vật đều được tự nguyện trao trả lại, mặc dù Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Cảnh sát Đức đã hỗ trợ trong một số trường hợp. Trong số các đồ vật có hai quipos, những sợi dây có nút thắt dùng làm hệ thống tính toán và hàng chục tác phẩm điêu khắc về văn hóa Inca, một đế chế thống trị từ thế kỷ 13 cho đến khi người Tây Ban Nha xuất hiện. Các đồ tạo tác cũng đến từ các nền văn minh bản địa khác, bao gồm cả nền văn hóa Chen và Chimu. Việc trao trả các hiện vật cho Peru là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm thu hồi các hiện vật lịch sử đã bị buông lậu ra khỏi đất nước này hoặc được cất giữ trong nhiều thập kỷ ở các bảo tàng quốc tế. Khoảng 840 mẫu vật đã được đưa về Peru trong hai năm qua. Nhật Bản đã đón số lượng du khách kỷ lục trong tháng 12, theo dữ liệu chính thức công bố ngày 17 tháng 1. Theo đó, tháng 12 đã khép lại một năm phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch xứ Hoa Anh Đào sau đại dịch Covid-19. Dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản JNTO cho biết số lượng du khách nước ngoài đến kinh doanh và giải trí đã tăng lên 2,73 triệu vào tháng trước, từ mức 2,44 triệu trong tháng 11 năm 2023. Đây là lượng khách du lịch cao nhất từ trước đến nay trong tháng 12 và cao hơn khoảng 8% so với mức trước đại dịch vào năm 2019. Cơ quan Nhật Bản cho biết trong cả năm 2023 có hơn 25 triệu du khách đã đến nước này. Du lịch đến Nhật Bản gần như đã bị tạm dừng hơn 2 năm trong thời kỳ đại dịch xảy ra. Khi nước này áp dụng một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt bậc nhất thế giới, tuy nhiên lượng khách đến đã tăng trở lại nhanh chóng sau khi chính phủ nối lại việc đi lại miễn thị thực cho nhiều quốc gia vào tháng 10 năm 2022. Lượng khách đến đã vượt quá 2 triệu mỗi tháng kể từ tháng 6 năm ngoái, được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng yên, khiến du lịch đến Nhật Bản trở nên rẻ hơn so với các điểm đến khác. Cư dân đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc không còn có tuổi thọ cao nhất thế giới nữa khi thành phố này nhường ngôi vương cho Nhật Bản vì Covid-19 và căng thẳng nói chung đè nặng lên tuổi thọ của người dân xứ Cảng thơm. Theo số liệu thống kê mới nhất được chính quyền thành phố công bố trong tuần này, phụ nữ ở Hồng Kông dự kiến có tuổi thọ trung bình 86,8 tuổi vào năm 2022 so với 87,1 của phụ nữ Nhật Bản. Dữ liệu cho năm 2023 vẫn chưa được công bố. Dữ liệu cho thấy tuổi thọ của nam giới tại trung tâm tài chính châu Á là 80,7, ngang bằng với Singapore nhưng thấp hơn Thụy Điển, Nhật Bản và Na Uy. Trong nhiều năm, Hồng Kông liên tục đứng đầu các cuộc khảo sát về tuổi thọ toàn cầu. Kể từ khi vượt qua Nhật Bản vào đầu những năm 2000, nhưng người dân Hồng Kông ngày càng căng thẳng, sức khỏe thể chất và tinh thần suy giảm trong những năm gần đây trong bối cảnh đại dịch. Trong một cuộc khảo sát gần đây từ nhà cung cấp bảo hiểm Signa Group, người dân Hồng Kông cho biết mức độ hạnh phúc về thể chất, tinh thần, xã hội và nghề nghiệp thấp nhất trong số 12 thị trường, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Đại lục và Singapore. Những yếu tố gây căng thẳng hàng đầu trong thành phố bao gồm chi phí sinh hoạt cao và sự không chắc chắn về tương lai. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!